예리 뭐로 저장돼 있어요? 동생. 동생. 그다음에 아이린은요? 주연 언니 하트. 주연 언니? 하트. 후보들 뭘로 저장해놨어요? 저요? 네, 박수영. 광! 영광 등화하야이! Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải vì lonely after midnight. Đó không phải là yêu hay không, tại sao lòng tim mình mới dại. Đó không phải tình yêu, tại sao tìm cách để xây lại. Giống như mình được biết những lời ông bướm thì gây hại. Thế nhưng lại cô đơn trong đêm nhưng anh chẳng thấy ai. Đó không phải là yêu hay không mà khiến anh chỉ là lặng lề. Biết cách làm phải thơ đôi về. 어제 내가 집에 와서 제일 먼저 한 일은? 아이린 조이 이름 검색하기.